Thank you.
phối với sân khấu Liên Bàn từ đầu cho đến bây giờ. Liên Bàn xin được mời tất cả những anh chị, cô chú mình đã tiến ra sân khấu. Xin được cho phép Liên Bàn đem tất cả ekip thực hiện âm thanh, ánh sáng, phục trang, các nhà tài trợ, những quý vị khán giả rất quý mến đã đến với sân khấu cải lương, đã làm cho cải lương rất là đẹp và rất là sang trọng. Và cho phép Liên Bàn xin được tri ân đạo diễn Chí Linh. Giám đốc sản xuất anh Trần Hào. Và tất cả những anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ cũng như là nhân viên tiếp bên trong sân khấu đã nỗ lực hết mình để xây dựng ngày càng thật đẹp và không phụ lòng quý vị khán giả. Và Liên Bàn xin được tri ân tất cả những tác giả đã có những kịch bản rất hay, rất quý để tất cả những anh chị em nghệ sĩ của nhiều thế hệ được dàn dựng lại cũng như được thể hiện cho quý vị khán giả xem. Và một lần nữa, nhưng mà không có gì hơn, xin tri ân tất cả ekip thực hiện chương trình, tất cả quý vị khán giả đã có mặt đầy đủ trong ngày giỗ tổ và sân khấu. Và Chí Linh cũng xin phép được có đôi lời cùng quý vị khán giả kính mến. Và Chí Linh và toàn bộ ekip thực hiện chương trình này xin được trân trọng cảm ơn và tri ân tất cả quý vị khán giả đã dành chút thời gian để tới khán phòng và xem kịch bản Dậy Sóng Bạch Đằng Giang. Dạ, cảm ơn. Và Chí Linh cũng xin được trân trọng kính mời tác giả ban nhạc ra sân khấu. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, và kịch bản Dậy Sóng Bạch Đằng Giang là kịch bản do tác giả trẻ Văn Nhã đã mới vừa viết xong, cộng với lời nỗ lực của toàn bộ anh em ở trong ekip để thực hiện chương trình này. Và thay mặt ekip của sân khấu Liên Bàn xin được trao tặng lại cho tác giả Văn Nhã đó là Tuy Thắng để thay lời cảm ơn. Nhiều những vị quý vị khán giả đã có tấm lòng đối với sân khấu Liên Bàn ngay từ những buổi đầu, và người mà có nghĩa cử rất là cao đẹp, xin mời anh Lê Văn Dũng, nhà thiết kế những trang phục và gọi là tiêu biểu. Lê Văn nói đây là tiêu biểu, không phải là phòng bộ trang phục, nhưng mà những trang phục tiêu biểu, xin được mời anh Lê Văn Dũng. Kính thưa tất cả quý khán giả thân thương, điều đầu tiên mà muốn xin gửi tới là một sự chân thành cảm ơn, thật sự là cảm ơn. Sau đó cùng với lại tất cả các ekip, anh em làm việc chung, đạo diễn Chí Linh, giám đốc sân khấu Lê Hoàng, như nhà thiết kế Lê Dũng và tác giả và trang nhạc, cùng tất cả các anh em ekip diễn viên của chúng ta. Để có được một cái sân khấu mà chúng ta làm nghề thực sự không phải là vấn đề đơn giản, mà ở đây tập hợp tất cả những con người, những tấm lòng và tất cả những nghĩa cử cao đẹp của tất cả ekip cũng như là quý khán giả thân thương. Thì để tiếp nối và duy trì
và không phụ lòng quý khán giả, thì Trần Hào cũng như tất cả ekip anh em ở sân khấu Đường Hoàng này xin hứa với quý khán giả là sẽ cố gắng và sẽ cố gắng hơn nhiều hơn nữa để phục vụ cho tất cả quý khán giả mộ điệu cải lương, và cố gắng để cái thói làm sao để nêu được cái sân khấu cải lương và cái nghệ thuật cải lương chúng ta được mãi trường tồn. Và một người đặc biệt có mặt trong buổi tối hôm nay, con xin được tri ân và con xin được vinh danh, đây là một bậc thầy và là một người vĩ đại của sân khấu cải lương. Con xin được một tràng pháo tay, xin kính mời nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan. Xin mời quý vị cho nghệ sĩ ưu tú Bạch Lan một tràng pháo tay thật lớn. Tiếp nối chương trình hôm nay thì tất cả anh chị em nghệ sĩ sẽ phát luôn lên mặt lời tổ và đã mới vừa đi xong cộng với lời nỗ lực của toàn bộ anh em ở trong ekip để thực hiện chương trình này, và thay mặt ekip của sân khấu Liên Hoàn xin được trao tặng lại cho tác giả văn nhã đó là Tuy Thắng để thay lời cảm ơn. Gọi là tiêu biểu, Lê Hồng nói đây là tiêu biểu, không phải là toàn bộ trang phục, nhưng mà những trang phục tiêu biểu, xin được mời anh Lê Đức Dũng. Thưa tất cả quý khán giả, điều đầu tiên mà muốn xin gửi tới là sự chân thành cảm ơn, thật sự là cảm ơn. Sau đó cùng với là tất cả các ekip anh em làm việc chung, đạo diễn Chí Linh, giám đốc sân khấu Lê Hoàng, như nhà thiết kế Lê Vũng và tác giả và trang nhạc, cùng tất cả các anh em ekip diễn viên của chúng ta, để có được một cái sân khấu mà chúng ta làm nghề thực sự không phải là vấn đề đơn giản, mà ở đây tập hợp tất cả những con người, những tấm lòng và tất cả những nghĩa cử cao đẹp của tất cả ekip cũng như là quý khán giả thân thương, thì để tiếp nối và duy trì và không phụ lòng quý khán giả, thì Trần Hào cũng như tất cả ekip anh em ở sân khấu Liên Hoàn này xin hứa với quý khán giả là sẽ cố gắng và sẽ cố gắng hơn nhiều hơn nữa để phục vụ cho tất cả quý khán giả mộ điệu cải lương, và cố gắng để thôi làm sao để nêu được cái sân khấu cải lương và cái nghệ thuật cải lương chúng ta được mãi trường tồn. Và một người đặc biệt có mặt trong buổi tối hôm nay, con xin được tri ân và con xin được vinh danh, đây là một bậc thầy và là một người vĩ đại của sân khấu cải lương. Con xin được một tràng pháo tay, xin kính mời nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan. Xin mời quý vị cho
chúng con xin không biết nói gì hơn là gửi những lời chúc sức khỏe đến nghệ sĩ ưu tú Sầu Nữ Út Bạch Lan. Chính thức khai mạc cung ông, bởi vì cái chuyện là nhiều lần cũng chài, bây giờ bắt đầu cung mà. Mời tất cả quý vị khán giả chúng ta lên thắp một nén nhang để cầu cho sân khấu cải lương chúng ta. Trong 2 tháng trở lại đây tôi rất là xúc động khi được trở lại với cái không khí của hơn 10 năm về trước sân khấu cải lương. Thật sự đúng theo lời nói của những người dân Nam Bộ thì sân khấu cải lương khán giả không bao giờ quay lưng với lại sân khấu, mà là những kịch bản hát đi hát lại nó cũ đi. Sắp tới này tôi mong rằng Quang Nhã hay nhiều soạn giả như bà Xuân Diệp là có những vở cải lương đi chung thành nhiều rồi, khán giả ái mộ lắm. Và hôm nay thật sự một lần nữa tôi sung sướng được sống trong cái không khí của dậy sống tình tình quá hay quá xuất sắc. Tôi mong rằng vở diễn này, đúng không quý vị, vở diễn này phải diễn này nữa, đúng không quý vị, đó phải diễn này nữa. Và đặc biệt là tôi sẽ không bỏ sân khấu Lê Vàng, đó quý vị cũng đồng ý không? Cảm ơn
anh Thanh em kiếp âm thanh anh xíu anh Thanh. Dạ em xin được